Xin chào các bố mẹ, hẳn là các bố mẹ đang rất là tò mò về nơi mà bố mẹ và em bé sẽ có những khoảnh khắc đầu tiên cùng nhau sau khi em bé chào đời. Video này, Family xin mời bố mẹ cùng tham gia chuyến mini tour để cùng tìm hiểu bố mẹ nhé. Tại Family có 4 loại phòng chính, phòng 1 giường, 2 giường, 3 giường và 4 giường, và đây là phòng 1 giường. Được thiết kế và bố trí nội thất tiện nghi, hiện đại, giường bệnh, sofa cho người nhà, nôi em bé, chọn bộ máy tiệt trùng, máy nấu nước, máy hâm sữa cho mẹ, tivi, điều hòa. Chung hỗ trợ được cài đặt tại đầu giường nằm và tại nhà vệ sinh. Đảm bảo mẹ sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời nhất của nhân viên y tế. Hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng, đây chính là sự lựa chọn ưu tiên số 1 của các mẹ sau sinh. Đây là phòng 2 giường. Đối với loại phòng này, Family trang bị cho người nhà một chiếc giường bố để nghỉ ngơi, đồng thời sẽ có rèm ngăn đôi giúp cho gia đình nhỏ của mình có không gian riêng tư để sinh hoạt. Bên cạnh đó, tất cả các giường tại Family đều được trang bị chung gọi y tá, bảng điều khiển giường linh hoạt giúp các bà mẹ sau sinh vận động dễ dàng hơn. Với mức chi phí mềm mại hơn, phòng 3, 4 giường sẽ là sự lựa chọn giúp tiết kiệm hầu bao của bố mẹ sau sinh. Và mặc dù là phòng 3, 4 giường, nhưng với các trang thiết bị trong phòng sắp xếp một cách hợp lý, vẫn tạo cảm giác thoải mái cho bố mẹ trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, khi sinh tại Family, sẽ có rất nhiều tiện ích cho mẹ và bé tận hưởng thư giãn sau sinh. Phòng xông hơi sàn chậu, phòng gội đầu, phòng massage thằng sinh môn, phòng tắm và massage bé. Và dù chọn phòng 1, 2, 3 hay 4 giường thì các bố mẹ sẽ luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bác sĩ và nữ hộ sinh để giúp các em bé của mình lớn lên thật khỏe mạnh và bình an.